សូមស្ដីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលខ្លីជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលនឹងជួយដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកយល់និងនៅតែមានកម្លាំងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រួមចិត្តបន្តិចហើយយើងអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះ
cung nơi ngày ní xong ấy cướp tiền bảy mươi tuổi đại tùng cung bàn trái trái nơi ngày ní cứ chỉ bảy mươi tuổi đại chui ở bằng phồn tùng cung ai xong rồi thật đó cô bằng non đại bằng bạn đã chui thật không chịu được kì xong ông cún xong thoại cướp cả tương lai đập bằng không bình niệm bằng cha Jesus Christ amen dương đăng ngày ta không chịu được bao dương nơi lời lục ní mình men chi chỉ vật mũi đã nâng hô tư giang rồi luôn đủ tê miên nâng tay tay chụp nâng bánh hạ khắc lạc để miên nâng trong chụp bỏ dương chú ca bánh hạ khắc thưa ở dương ọc sân khâm ư ọc cầm lăng nâng nông ca bánh tỏ đồng nào tùm tiệt hãy ca tăng ơn nụ miên tay tay nâng chụp nâng trong chụp bỏ dương đời xa tay dương tỏa khía dương bất chìa mình ai đăng bi ảnh ác cốt đại dương mình thua đâm nà tầng nơi khổ nông chư vật chẳng hơi bê đại dương chụp bánh hà dương con tay xùm lăng tầm mưa ở vấy đại dương chụp nụ hay dương xăm là than ông bi phòl đại chênh bi ca đại dương chụp nụ ảnh bê nà đại dương chụp tư là ổ dương kết tham vi phòl là ổ xâm rạp chư vật bởi dương tại bởi dương chụp tư vì ạc rõ dương tha phòl ạc rõ cao miên nơi khổ nông chư vật bởi dương nhóm này dây rương mùi xâm đẹp lục nẹ tỏ khả miễn khả mênh bọc mẹ đại nơi khả năng sọc xài hai cái miễn xài miễn chồng ca đạp mấy vư xâm rạp xin chấm chư vật bế đại khả mênh nó thông lại cái khởi nhập bọc mẹ đại và cái thư xài chồng ca nó xin chấm chư vật bọc kì được chứ này cái skop skol nâng ca ruột nữ nơi khả năng xài chồng ca đại kê cùng bụng tật vư nó ai bí vua Paul chênh bí xài chồng ca nó chuối chỉ vật bọc kê chuối chỉ vật ở phụng đại bọc kê chuối chỉ vật bọc kê nâng phôn phôn bọc kê ở ruột nơi dạng sọc sàng vấn đề bị cao một ở phục rộ bọc mình bọc nó có thể chú tự khổ nông ca sơ vâng sàng hãy cứ ở quạt chạp đàm riêng rõt ngay quạt cứ sơ vâng sàng tay anh tên mộc tia rộng rương rộng 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 côn hãy bằng co ở miền bành hà đại miền là không tiếc nói anh không biết bao nhiêu chập làm kịch âm pi sập hẹp một cô đại miền là không cầm cua xa quạt mưa khơi tha bia bứt chia mình là o sầm rập cầm cua xa quạt cầm cua xa một quạt nâng thề luôn căn thể cọ tới đời xa tại ở phục của một quạt mình bàn thua cái cả đó là o tại bài chia phương kết cả đã cọ hỏi bông lạnh từ đó cầm cửa xa tuốt bấy chục quạt chia diêm ham ở phục mình ao phương cả thằng ngon vận tải ở phục nơi tại sự vận chỉ riêng rõ ngày ngày mùi ở phục của quạt có thể luôn chứ quạt kết tha chấm ngư ai bên chọc bảy nhà ở phục của quạt cứ bên chọc xả nó ai vẫn đang chìm ngư mình bàn bệnh chọc bệnh hà đại miền nơi không chịu bệnh nơi không cầm cơ sa bạc quạt đi chìm ngư là bỏ bục bạc quạt bàn thưa ở cung cơ sa miền bệnh hà căn để không tới không tới mà đai là bạc quạt chặt đầu lụa sải đầm bay phía ba là bục ở phía lụa sải lụa chấm cá đầm bay phía ba là bục được chưa nè dịch ở đây sừng khâm đại quạt miền từ lời sài trong ca, xâm rạp chân chấm chỉ vượt cổng cổ xa bộ quát có bắt bóng ở tử. Quát khẩn dạng khăn, chỉ mùi nâng ở bục bộ quát. Đói xa tại ở bục bộ quát nhiên nâng sở ra để thua ở cổng cổ xa bộ quát bàn thả lẹc luôn, cây cỏ được chứ này. Đói xa cũng hẳn luôn, quát đăng và quát tha chỉ vượt bộ cổng cổ xa bộ quát. Mình ai chấm ra là bàn thế. Cứ bệnh chọc tới đời ca để không biến sai trong ca tổng hợp nơi không chú vật bộ quân. Không biết bộ quân xâm rạch chất rốt cháu tiền.
đòi ca đòi chất khăn nâng sọp đó là bộ của bọc quán quát bản thư đâm na một nơi tích cổng trong bình đói mình trong phương tha quát nâng thật tù bàn ở vầy tổng quán tài chọn kịch mục bì ở bộ rồi bọc quán đòi xích cái đây xâm ọc giảng khăn cho bộ bộ như thế này quát sân ở thàn tha chỉ vượt bọc quát trời chọn đời ca đã ở bục rồi bọc quạt mình bàn và bật lỗ hai bạn đai bọc quạt bàn lụa sai chụp ca đầm bay mưa chung mưa rồi bỏ bục bế để quạt mà đào tích cầm phong bình quạt cơ châu ruộng nước nông âm ca mồi đại chuối tạo đọc mình đại tì đại có miền tì bẩn âm ca nó bàn bình chung quạt thơ xà là hay quát bàn sắc xa rồi hốt thở đó chọc mà hạp chia lại bên tay nơi không chất bà quát quát nơi thật khăn ở bục quát kết tha ở bục bà quát chỉ nẹ đại bóng phlang à nà quát cồng cổ xa bà quát vì thế này đi chỉ rưỡng mùi đại dương tạc nìa cua tay bì chà ra nà chuông ca bê để dân chút nơi ở vầy mùi nơi không chút bà dương dừng chốt ả nốt một thứ đập một xà rốc hơi kích thả vì chìa phó xâm rạp chì vật bởi dưỡng toàn cách ca đại cầm bông chú bà tế dừng kích thả vì chìa phó xâm rạp chì vật bởi dưỡng vấn tay cách ca tỏ nụ mình bà có thả vì chìa phó đại cát miên xâm rạp chì vật bởi dưỡng bởi dưỡng chú phó là cọ dược thả dưỡng chú cách ca cọ dược thả phó lúc cửa hãy bởi bế để dưỡng chấp đám kết thả phó nụ ạc rõ việc thừa dưỡng ọc khẩm năng thừa dưỡng ọc sân khâm thừa dưỡng miên cầm hăng thừa ở dưỡng nâng và vật ở vầy đại khẩu đòi xa tại dưỡng kết thả vì chìa phó đại mình là o xâm rập chi vật bởi dưỡng vấn thai ca đại cầm phung khát lãng vì ấp toán bình chân chìa phó này là rồi hút tỏ đó rồi đỡ khá môi từ bàn mía bằng chân chìa phò. Khu vinh bố kích tha ở vầy đẻ phục thuê cư chìa phò lạc rộng. Bần tay bí đại kê chọc mà hạp chìa lại từ kỳ đăng tha vì miền phò lọ xâm rạp chìa vật bọc bộ kê rồi bọc kê tỏa. Bà ở bốc kê mình bà bật bà nụ kê có bà hai chìa mật bàn chân chìa sọc hơi bằng chọc mà hạp chìa lại nơi tì cọng nụ đài. Vì thế này, vì mình phải có thể ở với đại các lãi cư chỉ phó đại các đối chứng cư phó vì ả sáy tới lỡ ở với đại dương tạc nơi nơi tại bản to nơi không chủ vực bởi dương tổ bởi dương ớt chư phó và hai chư dương nâng miền phó lỗ hay có phải hai chị dương mình miền phá lạc rộng vì bố miền là nà mà nè chị nè đã cực rộng lời chốt về sản này chị vật bao dương chị vật bao dương cứ nơi lơ sạch thàn là phép này chị vật bao dương chứ nơi lơ lục cây bà rìa ca cả lạc tế xạ chị nè đã cầm nót chốt về sản này chị vật bao dương vẫn thay khi nhầm chắc mọi lúc nè an nơi khó không bị mùi cho mùi khi nhầm nơi khó nông sạch hơi rộng cho bố tí pram kho ti pi ro hot ta kho ti pram khnung ru ban chaing tha pruh tae per krist nang doy sa chumnea jeung ba jeung mien mie kia chol teu khnung chivit thmey hai jeung nang sat neu khnung chivit thmey nih yang khchop khuon teang khpuoh mok doy sangkhum tha nang ban totuol serey rung rueang robos preah che mchah mun tae pano saot neu pe jeung rong tok vetania dương nâng phù mục đó đài dương nâng phù mục đó đài phù dương đăng tha tục về tình yêu nóm ở dương chế ách mút ca ách mút ở dương chế sưu trọng hơi ca sưu trọng nóm ở dương miền sức đầy sân khâm sức đầy sân khâm mình thua ở dương khó chật lại phù bệ chìm chắc bàn chắc bằng hô bệ hà rà tí sở lãi nhờ rà bọc bệ ân mục nông dương đòi bỏ tiên bệ hà bình nhiên đòi sốt mục dương. Vì thế này, nước không bắt không bị bản trái anh thang.
ពេលដែលយើងជួបអ្វីដែលអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គនោះវាអាស្រ័យទៅលើជោគវាសនានៃជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកកំណត់វាអាចនឹងមានផលល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយនឹងអាចមានផលអាក្រក់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលដែលយើងអត់មានព្រះនោះគឺជាការដែលប៉ុនប៉ងដើម្បីបំផ្លាញយើងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនមានយើងមិននៅជីវិតដូចជីវិតចាស់ទៀតទេក្នុងកាពីបានចែងថាយើងមានមាគាមួយចូលទៅក្នុងជីវិតថ្មីគឺជីវិតដែលមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងយើងផ្ទាល់ហើយពេលដែលយើងជួបអ្វីដែលជាទុក្ខលំបាកការលំបាកដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអានោះមិនមែនជាការដែលបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងកាន់តែឈររឹងមាំឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានបទពិសោធន៍ថ្មីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកដែលកំណត់ពីផលដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះពេលដែលយើងទទួលព្រះអង្គអ្វីដែលយើងជួបប្រទះគឺជាអ្វីដែលជួយជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកាន់តែរឹងមាំឡើងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកដែលកំណត់ពីផលទាំងអស់នោះឯងទៅតាមសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់យើងបងប្អូនដូច្នេះផលដែលយើងជួបប្រទះគឺកើតចេញទៅតាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់យើងពេលដែលយើងអត់ទាន់ជឿពេលដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាផលកើតឡើងទៅតាមជោគវាសនានៃជីវិតរបស់យើងទៅតាមកលៈទេសៈឬទៅតាមការអាក្រក់របស់វិញ្ញាណផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងនៅលើជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើជោគវាសនានៃជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះផលទោះបីជាយើងជួបប្រទះយើងមើលឃើញពីកិច្ចការដែលកំពុងតែអាក្រក់មានក៏ដោយប៉ុន្តែផលរបស់វាគឺទៅតាមបំណងផាទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបំណងផាទីរបស់ព្រះគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចម្រើនឡើងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ជឿព្រះអង្គនៅឡើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នាបើកចិត្តហើយទទួលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះហើយស្ញៀងព្រះអង្គចូលទៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកបានគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គផលនៃជីវិតរបស់អ្នកគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលសម្រេចព្រះអង្គជាអ្នកដែលនឹងផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកទទួលចង់ទទួលព្រះអង្គថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកសម្រួលចិត្តនិងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមសម្រួលចិត្តបងប្អូនគ្នាអរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមអរព្រគុណនៅព្រះហឫទ័យបណៃសោះរបស់ព្រះអង្គទូលបង្គំសូមអរព្រគុណដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់តកលៈទេសៈនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំអរព្រគុណដែលព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើជោគវាសនានៃជីវិតទូលបង្គំថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមថ្វាយជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គស្វាយទាំងរូបកាយពលឹងនិងវិញ្ញាណទៅព្រះអង្គសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមជាអ្នកដែលសម្រេចនិងកំណត់អំពីជោគវាសនានៃជីវិតរបស់ទុំគុំសូមឲ្យគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទុំគុំធ្វើគឺជាការដែលគាត់បំណងផាទីរបស់ព្រះអង្គនិងជាការដែលថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅដល់ទ្រង់គុណសូមអរព្រគុណសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដែលទុំគុំមាននៅថ្ងៃនេះថ្វាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន